Thưa quý vị, sau những ngày vui xuân đón Tết cùng gia đình, ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận lại tập trung đổ về âu thuyền Thọ Quang, hối hả chuẩn bị vươn khơi. Mở chuyến biển đầu năm với tinh thần phấn khởi, ngư dân kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi bội thu. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Không còn suy nghĩ tháng giêng là tháng ăn chơi, từ mùng 4 Tết Nhâm Dần cho đến nay, nhiều ngư dân đã sửa soạn ngư lưới cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Một số tàu đánh bắt cá ngừ, cá thu thì chất đá nguyên cây vào các hầm chứa cá, lương thực, thực phẩm, nước uống cũng được ngư dân chuyển xuống tàu. Có tàu sẽ đánh bắt ở Hoàng Sa, có tàu ra khơi ở Vịnh Bắc Bộ, một số tàu nhỏ hơn thì đánh bắt ở vùng lộng. Mỗi tàu lấy từ 150 đến 300 cây đá, từ 1.500 đến 2.000 lít dầu. Thời gian chuyến biển tùy thuộc vào sản lượng đánh bắt. Với họ, chuyến biển này có ý nghĩa rất quan trọng, là sự khởi đầu may mắn cho một năm nên ai cũng kỳ vọng sẽ thắng lợi, trở về với cá nặng đầy khoang. Thì cái đây thì nói chung thì coi như là họ cần đây thì bây giờ là nó mới làm sao đây, cho nên mình cũng chưa cái biết tới cái đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà vô đánh bét vô thì coi như về biển thì đánh khó khăn, còn vô thì gió cả nó bấp bênh, mình không có chưa có chuẩn được. Tuy nhiên, theo nhiều chủ tàu, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên mặc dù đã kêu gọi rất nhiều, nhưng tình trạng thiếu hụt lao động đi biển vẫn xảy ra. Cùng với đó, những biến động từ giá xăng dầu thời gian qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất quân đầu năm của ngư dân Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung nói chung. Thuyền nhân lực thuyền viên thì cũng thiếu, nhưng mà dầu thì lên cao thì làm nó. Làm ăn thì nó cũng hơi khó khăn cho bà con vậy, chứ mà cũng phải đi chứ, đi để cuộc sống mưu sinh chứ, còn chiến đầu nay thì ra quân thì cũng chưa biết được. Còn dầu thì lên cao quá, cũng có tàu thì cũng đi, có tàu cũng cầm bờ. Thì nói chung thì làm cái nghề biển này thì nói chung thì nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà ngư dân cũng đáng làm. Mà nói chung thì bây giờ thì coi như là hồi xưa thì coi như là nó cũng dễ. Là lý do là coi như là dầu mỡ nó thấp, mà bây giờ thì dầu mỡ nó cao quá. Nhưng mà nói chung là vô cái mặt hàng rồi bán thì nó cũng không có ổn định gì mấy. Cho nên nói chung thì đi thì nghề là phải đi, chứ còn nói chung thì khó khăn là rất nhiều. Để hỗ trợ cho bà con ngư dân, Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang đã giải quyết các thủ tục nhanh gọn và làm việc với các cơ sở hậu cần, chuẩn bị đủ đá, dầu ngay từ sớm để bà con tiếp nhận kịp thời, tranh thủ thời gian vươn khơi bám biển. Nếu thời tiết ổn định hơn trong thời gian tới, số lượng tàu cá tập trung về Âu Thuyền để hoạt động sản xuất dự báo sẽ tiếp tục tăng cao, vào khoảng 500 đến 700 tàu mỗi ngày.